Nadal có thể bỏ đấu đơn nam Olympic Paris 2024. Rafael Nadal có thể tiếp bước Andy Murray không thi đấu nội dung đơn nam quần vợt tại Olympic Paris 2024. Nadal có khả năng không tham dự đơn nam quần vợt Olympic Paris 2024. Nadal được đăng ký đại diện cho đội tuyển Tây Ban Nha ở cả nội dung đơn nam và đôi nam thi đấu Olympic Paris 2024. Tay vợt 38 tuổi sẽ đối đầu với Martin Fucsovics, Hungary, ở vòng đấu đầu tiên nội dung đơn nam vào ngày 28 tháng 7. Tại đây, người chiến thắng có khả năng gặp Novak Djokovic ở vòng 2. Trước đó, vào ngày 27 tháng 7, Nadal và đương kim vô địch Wimbledon 2024 Carlos Alcaraz sẽ bắt đầu chiến dịch Olympic ở nội dung đôi nam trước bộ đôi Massimo González và Andrés Montaigne, Argentina. Tuy nhiên, ông vua đất nền đã không tập luyện vào ngày hôm qua, nên giới chuyên môn đang đặt câu hỏi về khả năng thi đấu nội dung đơn nam của anh. Huấn luyện viên của Nadal là ông Carlos Moya chia sẻ với đài Onda Cero vào ngày 25 tháng 7, tôi không thể chắc chắn là Nadal sẽ thi đấu. Chúng tôi muốn dành 48 giờ để xem anh ấy hồi phục như thế nào. Nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp thì anh ấy sẽ trở lại sân và thi đấu. Nếu ông vua đất nền ra sân cùng Alcaraz ở nội dung đôi nam vào thứ Bảy, ngày 27 tháng 7, có thể Nadal sẽ quyết định rút khỏi nội dung đơn nam. Điều này sẽ khiến tay vợt người Tây Ban Nha theo chân của cựu số 1 thế giới Andy Murray, Anh, rút khỏi nội dung đơn. Nadal phải cùng Alcaraz đại diện cho Tây Ban Nha tham dự đôi nam. Trước đó Murray dự định đấu cặp đôi nam với Jan Evans. Họ sẽ đối đầu với Taro Daniel và Kei Nishikori, Nhật Bản, ở vòng đấu đầu tiên. Nadal và Murray đều đã có hai lần vô địch Olympic. Andy Murray từng giành huy chương vàng đơn nam tại Olympic London 2012 và sau đó anh bảo vệ thành công chức vô địch tại Olympic Rio 2016. Trong khi đó, Nadal là nhà vô địch đơn nam tại Olympic Bắc Kinh 2008 và tiếp tục cùng Mark Lopez giành huy chương vàng đôi nam tại Rio 2016. Bốc thăm quần vợt Olympic Paris 2024, tay vợt số 1 thế giới là Jannik Sinner cùng Andy Murray đều quyết định rút lui ở nội dung đơn nam. Điều đó khiến Novak Djokovic trở thành hạt giống số 1 và có nguy cơ gặp Nadal ở vòng 2 nếu vua đất nền thi đấu. Carlos Alcaraz chỉ phải gặp tay vợt Hadi Habib, hạng 275. Nếu vào bán kết, Alcaraz có khả năng chạm trán Tommy Paul, hạng 9, Daniil Medvedev, hạng 4, hoặc Casper Ruud, hạng 6. Ở nội dung đơn nữ, hạt giống số 1 Iga Swiatek, Ba Lan, lọc vào nhánh khá dễ thở. Swiatek được dự báo dễ dàng tiến vào trận chung kết và có thể gặp Coco Gauff, hạng 2, của Mỹ.